Xin chào mọi người, hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau quay trở lại với chuyên mục nấu cơm chiều. Chiều nay thì nhà mình sẽ ăn canh chua cá chiên. Các bạn thấy mình đã chuẩn bị sẵn các nguyên liệu để nấu món canh chua rồi. Cá thì mình mua ở chợ Fiesta rất là rẻ. Đây là cá catfish. Không biết ở Việt Nam gọi là cá gì, hình như là cá bông lau hay gì đó. Nhưng mà các bạn biết tên chính xác ở Việt Nam gọi cá catfish này là cá gì thì các bạn chỉ cho mình với nha. Cá này thì ở chợ Fiesta đang sale rất là rẻ. Như đây mình mua cỡ 1,5 kg, hơn 1,5 kg gì đó luôn. Và chỉ có 4 đồng mấy thôi. Người ta cắt sẵn ra thành từng khoanh như thế này rồi. Rất là tiện để mình kho, hoặc là mình chiên, hoặc là như hôm nay mình nấu canh nè. Mình định là nếu mà nấu canh còn dư thì mình sẽ chiên để ăn với lại nước mắm cay. Và nói tới đây thôi mà thấy đói bụng rồi các bạn ơi. Nguyên liệu mình chuẩn bị sẵn á, thì gồm có tỏi băm nè. Canh chua cá thì chắc nhiên là phải có cá rồi đúng không? Cá. Để nấu canh chua kiểu tuổi thơ của mình thì có đậu bắp nè, cà chua nè, bạc hà. Cái này không biết ở vùng khác thì các bạn gọi là cái gì, nhưng mà ở Đà Lạt thì mình nghe mọi người nói là bạc hà nên mình cũng quen cái tên gọi như vậy. Bên cạnh đó là có thơm, thơm này baronet cắt nè. Và lại ở dưới thơm là có giá. Ngoài ra thì mình phải có me để mình nấu cho cái nước nó ngon. Đây là nước cốt me mình mua ở chợ Mỹ. Chợ Mỹ cũng có nhiều lắm, nhất là Fiesta. Cái này thì chỉ có cỡ 2 đồng mấy thôi nhưng mà rất là tiện. Xài tiện hơn là me hột, mà cái vị của nó cũng là me tươi thôi các bạn. Nó chiết xuất từ những cái trái me tươi á, xong rồi nó đông lạnh. Không có đường luôn. Đó, no sugar added. Gia vị để nấu món này á, thì mình có một chút ớt bột để tí nữa mình tao màu nè. Rồi mình có nước mắm. Nấu canh chua là phải có nước mắm ngon rồi. Ngoài ra thì mình có hạt nêm gà. À, phải có dầu ăn nữa. Để bước đầu tiên mình sẽ phi thơm tỏi. Tỏi thì mình đã băm nhỏ ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ cho một ít dầu ăn vào trong cái nồi này để mình phi thơm tỏi nha. Dầu ăn thì mình dùng cỡ một muỗng canh thôi. Đây. Rồi, tiếp theo mình sẽ bật bếp lên. Bếp thì mình để lửa vừa thôi, tại vì phi thơm tỏi á, nó cháy nhanh lắm. Để lửa to quá là nó cháy đen thui hết á. À, quên quay cho các bạn xem, ngoài ra thì mình còn có lá bạc hà nè, với lại rau thơm. Để tí nữa mình băm nhỏ ra, mình rắc lên trên canh. Mình có cả hành lá nữa, nhưng mà mình bỏ sẵn trong tủ lạnh rồi. Đây, cái bạc hà của mình nó lên tốt không? Tuy là chỉ cắm nó vô trong cái lỗ thôi mà nó lên tốt quá chừng. Nó che hết chỗ của mấy cái cây khác luôn. Đây là cây thyme nè. Còn đây là cây bạc hà khác. Nó cũng đang lên đây nhưng mà nó là giống khác, nó leo. Còn cái này thì nó mọc thẳng thôi các bạn. Bên cạnh cây bạc hà là thái basil, cây rau thơm. Đó, tí nữa mình sẽ bỏ vào canh. Toàn là đồ của nhà trồng được, rất là tiện lợi. Sau khi dầu nóng á, thì mình sẽ láng cho nó phủ khắp hết cái mặt nồi. Tiếp theo mình sẽ cho hết số tỏi mình đã băm nhỏ sẵn ở đây. Món này á, thì các bạn có thể ăn với cơm cũng được, mà có thể ăn với bún cũng được. Nên như bạn nào thích ăn với bún á, thì nhớ luộc bún sẵn nha. Hồi nhỏ mỗi lần mà mình đi học về á, mà ngang qua nhà nào người ta đang nấu ăn, người ta phi thơm cái mùi tỏi này nè, là mình thấy đói bụng cồn cào luôn. Các bạn phi cho đến khi mà nó gần vàng luôn rồi hãy bỏ những thứ khác vô nha. Trong khi đó thì mình đi cắt cà chua, cắt thơm với lại mấy cái mình chưa cắt nè. Mình sẽ cắt cà chua trước, tại vì cà chua mình sẽ bỏ vào mình xào chung với tỏi sau khi mình đã phi thơm tỏi. Đây thì mình có 2 quả cà chua thôi à. Các bạn cắt thành hình mũi câu như thế này nha. Thank you.
Sau khi tỏi của mình đã phi thơm và nó chuyển màu vàng như thế này thì mình sẽ cho tiếp hai quả cà chua đã cắt múi câu vào. Wow, thơm quá các bạn ơi. Tiếp theo mình sẽ cho mấy cái đầu hành lá. Đây, các bạn cho vào cà chung lên luôn nha. Sau khi cắt cà chua thì mình sẽ cắt thơm. Thơm thì các bạn băm nhỏ ra cũng được, mà cắt thành từng miếng cũng được. Tùy vào vùng miền các bạn nấu làm sao mà các bạn cứ nấu vậy nha. Ở Đà Lạt thì mình thấy mọi nhà thường hay cắt ra thành hình tam giác như thế này. Nhà mình, mẹ mình cũng làm vậy. Nếu như mà các bạn thích cái nước nó chua hơn á thì các bạn cầm nguyên miếng thơm nha, xong rồi các bạn bóp vô trong nồi á cho nó chảy cái nước cốt của thơm ra, nó là ngon lắm. Sau khi cắt xong thì mình sẽ bỏ thơm vào để mình xào đều chung với lại cà chua luôn. Tiếp theo, để cái nước dùng của mình nó có màu đỏ trông hấp dẫn hơn á, thì mình sẽ cho một xíu ớt bột vào. Mình xào đều với lại cà chua nè, với thơm nè. Sau khi mà các bạn thấy mấy cái này nó quéo xuống rồi á, thì các bạn cho nước vào nấu tiếp nha. Bây giờ mình cho thêm nước để ngập mấy cái nguyên liệu ở trong nồi thôi, các bạn đừng có cho nước nhiều quá nha. Tí nữa sau khi mà mình vớt cá ra thì mình mới cho thêm nước. À, các bạn thấy chưa gì mà thấy màu đỏ hấp dẫn không nè. Bây giờ mình sẽ nấu cái nồi nước dùng này đến khi nào nó sôi lên luôn. À, các bạn cho vào cỡ một muỗng cà phê muối nữa nha. Ok. Sau khi cho muối thì mình khuấy đều lên. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chiên sơ cá để mình bỏ vào nước dùng á, nó không có bị nát ra. Cá thì mình chiên bằng một cái chảo chống dính như thế này. Đầu tiên là mình sẽ cho dầu ăn vào. Mình chỉ chiên sơ cho nó vàng hai mặt thôi nên mình không có cho nhiều dầu ăn. Nhiều đây là cỡ 1 tới 2 muỗng canh đó nghe các bạn. Cho nhiều dầu ăn quá sợ nó bắn nữa. Sau khi dầu nóng thì mình sẽ cho từng miếng cá một vào chiên cho nó rắn hai mặt. Mình sẽ bật cái quạt hút lên cho nó hút bớt mùi nha. Hơi ồn chút. Các bạn không có cần phải chiên cho cá nó chín luôn đâu. Các bạn chỉ cần chiên cho nó hơi vàng mặt một chút để nó rắn lại khi mà mình bỏ vô nồi nước dùng, nó không bị bể ra là được. Mỗi mặt cỡ 2-3 phút với lửa lớn nha. Sau khi các bạn thấy cái mặt cá nó vàng rồi thì các bạn lật mặt nha. Bây giờ mình sẽ chiên mặt còn lại khoảng 2 phút với lửa lớn. Rồi sau đó mình cho vào nồi canh luôn. Tại vì nồi canh bên này thì nó cũng sắp sôi rồi. Trước khi cho cá vào thì mình sẽ nêm vào đây khoảng 1 muỗng canh nước mắm ngon nha. Để cho cái nước nó đậm đà, cá của mình nó cũng đậm đà hơn. Rồi. Khuấy đều lên. Cá của mình đã được rồi đây. Bây giờ mình sẽ vớt cá mình cho vào nồi canh. Các bạn để nguyên một miếng như thế này, các bạn cho vào nồi canh đang sôi nha. Cá này thì mình chiên chưa có chín hoàn toàn đâu, tại vì mình muốn nó ra nước thêm trong cái nồi cá cho nó ngọt nè. Mình chủ yếu là chiên cho nó cứng lại để nó không có bị vã ra khi mà mình bỏ vào nồi canh thôi. Sau khi bỏ cá vào nồi canh á, thì mình sẽ đậy nắp lại và nấu trong vòng 5 phút để cho cá chín. Mình luộc thêm một ít bún nữa vì bún ăn với canh cá rất là ngon.
Sau khi nấu cá ở trong nồi canh được 5 phút thì mình sẽ vớt ra. Cá này mình đã chiên qua rồi nên mình nấu trong nồi canh cỡ 5 phút rồi, nó đã chín hết rồi các bạn đừng lo. Đây, mình sẽ vớt ra một cái khay nè. Sau khi vớt cá ra thì mình mới bắt đầu bỏ những thứ khác vô. Thế nhưng mà các bạn thích cho thêm nước để cho nồi canh có nhiều nước hơn á thì các bạn phải cho nước nóng nha, phải cho nước sôi á, chứ không là cái nước dùng sẽ bị tanh. Sau khi cho thêm nước á, thì mình sẽ chuẩn bị mấy cái đậu bắp với lại bạc hà giá để mình cho vào sau cùng. Đậu bắp này các bạn để nguyên cây cũng được, mà nếu như các bạn thích cắt ra như mình như thế này cũng được, tùy vào các bạn thích ăn như thế nào nha. Để nó không bị nhớt nhiều á, thì các bạn cứ để nguyên cây. Còn nếu như mà không có lo nó sẽ bị nhớt á, thì cứ cắt ra như thế này. Còn bạc hà thì mình cũng cắt miếng nhỏ. Các bạc hà này nghe tiếng đã ghê các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho me vào. Các bạn thử cái nước trước coi nó đã đủ chua chưa nha. Nhiều khi cà chua với lại thơm nó cũng chua lắm rồi, nên là mình phải gia giảm cái lượng me cho nó hài hòa. Bây giờ mình cho trước một muỗng canh thử. Tiếp theo đó mình sẽ khuấy đều rồi mình nêm nếm cho cái nồi canh này nó vừa ăn. Đầu tiên mình sẽ cho một muỗng canh hạt nêm. Tiếp theo là một muỗng canh nước mắm nữa. Như đây mình nghĩ là cũng vừa ăn rồi đó. Để mình nếm thử coi. Vừa ăn rồi rất là ngon. Đợi nó sôi bùng lên thì mình sẽ cho đậu bắp nè, bạc hà nè với giá vào. Cho bạc hà trước nha. Tiếp theo mình cho giá vào. Đậu bắp thì mình để cho cuối cùng. Trước khi mà mình tắt bếp mình sẽ cho đậu bắp vào, xong rồi mình tắt bếp luôn. Cho đậu bắp vào mới ra dán canh chua đây. Vậy là nồi canh chua của mình đã nấu xong rồi. Khi nào mà mình múc ra tô á, thì mình mới rắc những cái rau thơm như là bạc hà nè, hành lá nè, hành ngò nè với lại rau thơm lên trên. Nấu xong nồi canh chua này đúng là nhọc công luôn á các bạn. Tại vì ở Mỹ á, không phải là đi một chợ là mua hết nguyên liệu. Như khi mình đi cái chợ này á, thì nó có bạc hà, nó là không có đậu bắp. Xong rồi mình lại phải chạy qua một cái chợ khác để mình mua đậu bắp nè. Rồi cuối cùng gom lại đi 2-3 chợ mới đủ. Lúc nãy thì các bạn thấy là mình có chuẩn bị vừa bún vừa cơm để mình ăn với cái món canh chua này. Khi nào ba donut với lại donut về thì mình sẽ ăn cơm. Còn bây giờ nhân tiện hai cha con chưa về thì mình sẽ làm một tô bún. Trong nhà mình thì chỉ có mỗi mình là thích ăn cái này với bún thôi à. Trước khi ăn thì mình sẽ rắc rau thơm đồ lên. Mình đã cắt nhỏ sẵn ở đây. Đó. Với lại không thể nào quên một ít tiêu. Mình có chuẩn bị sẵn một chén nước mắm rất là ngon. Và đặc biệt là cay, ớt nổi lên bền luôn, vừa ớt xanh vừa ớt đỏ. Trời ơi, thấy chén nước mắm hay là thấy hấp dẫn rồi. Sẽ chan lên trên khúc cá của mình nha. Ngon quá. Sẽ chan một ít lên trên tô bún của mình nữa, cho nó vừa cay vừa thơm. Rồi bây giờ mời các bạn ăn bún với mình trước. Khi nào hai cha con về thì mình sẽ ăn tiếp cơm. Lúc đó mình lại quay tiếp cho các bạn xem. Mời các bạn. Mình sẽ trộn lên. Canh chua này ăn vừa có nhiều rau nữa, rất là tốt cho sức khỏe. Ăn cá cũng healthy hơn ăn thịt. Ngon quá các bạn ơi.
ăn miếng cá nha. Chấm. Ngon ạ.